6 tháng nay, một số hộ dân sống trên đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì từ khi hàng xóm xây nhà xong, khi mưa là ngập, nước sinh hoạt cứ tồn đọng quanh nhà, các hộ dân cũng không thể đến kiểm tra vì không tiếp cận được khu vực đặt cống. Nước không có đường thoát, phương án tạm thời là họ tự bỏ tiền túi đi mua máy bơm, mua dây để dẫn nước ra đường. Về mặt pháp lý, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân không có thể hiện mương, cống, tài liệu bản đồ cũng không thể hiện, nhưng trên thực tế lại có đường cống thoát nước. 6 tháng nay là coi như nhà mà mở cái hố ga lên cũng thối, mà mở cái bồn cầu cũng thối, mà mở cả cái chỗ bồn rửa chén nó cũng thối. Tức lắm con, nhưng mà bây giờ không biết làm sao. Tôi nói thiệt với con tôi làm y tế mà bây giờ nhà tôi lúc nào nó cũng thối hết, ảnh hưởng đến con tôi bây giờ. Từ hôm mà cái vụ việc mà tát nước này xảy ra, cháu tôi phải đi chích ngừa rất là nhiều tiền, bởi vì sợ nó bệnh khác, cái loại bệnh khác đi nên nó xâm nhập vào. Mà bây giờ kêu hoài, kêu nè đi tới đi luôn hoài, nhà ai cũng nghèo á. Tôi hỏi cô làm sao đây, bây giờ người dân tôi quá khổ. Con mương đó bây giờ là trên cái miếng đất đó là chúng tôi là không có vô đó được, không có vô được đâu cho vô. Chính quyền mà muốn vô là phải mở xin mở cửa mới được vô, thì mà làm bên đó mà lỡ cống mà nó nghẹt rồi thì sao mà nạo vét. Ủy ban nhân dân phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi tiếp nhận phản ánh của các hộ dân, phường đã yêu cầu hộ xây nhà giữ nguyên hiện trạng cống thoát nước để các hộ dân tiếp tục sử dụng, và hộ này đã cam kết thực hiện. Phường cũng đã bỏ kinh phí đầu tư thêm một cống 1 mét, bổ sung trên hệ thống cống cũ sâu 2 mét không thể cải tạo hay sửa chữa, vì việc đào sâu sẽ ảnh hưởng nhà các hộ dân. Tuy nhiên, đường thoát nước lại cao hơn, khi mưa xuống chỉ thoát được một lượng nước nhất định trên bề mặt, nước sinh hoạt hoàn toàn không thoát được. Về lâu dài, các hộ dân mong rằng Ủy ban nhân dân phường sẽ đầu tư đường cống thoát nước bê tông cốt thép mới để đảm bảo tiêu thoát nước tại khu vực trên với kinh phí nhà nước và nhân dân cùng làm.